Xin chào quý vị và các bạn. Dự báo từ đêm nay đến ngày 9 tháng 7, Bắc Bộ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to kèm dông. Thời gian mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Bà con sinh sống tại những khu vực vùng núi cần đặc biệt lưu ý đề phòng nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất đá. Nhiệt độ trong 3 ngày tới có xu hướng giảm, nắng nóng kết thúc trên toàn khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ 31 cho tới 34 độ. Đối với Trung Bộ, ngoài Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An, khả năng cũng có mưa rải rác. Còn khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Phú Yên, từ nay đến ngày 7 tháng 7 vẫn tiếp tục có nắng nóng. Tuy nhiên, mức độ nắng nóng có chút suy giảm, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo từ ngày 8 tháng 7, một hình thái gây mưa là rãnh thấp xuất hiện và có trục đi qua khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Do vậy, khu vực từ Đà Nẵng xuôi xuống đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối. Cần đề phòng hiện tượng sông, lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nắng nóng cũng vì thế sẽ tạm thời chấm dứt trên toàn biển. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục duy trì và có cường độ trung bình cho đến mạnh. Vì vậy, mưa vẫn xuất hiện rải rác. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, người dân cần hết sức đề phòng với hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Thời điểm mưa dông xuất hiện vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ trong 3 ngày tới cũng giảm nhẹ, cao nhất ngày ở Tây Nguyên dao động từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ là từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5, có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam cấp 5, có lúc là cấp 6, có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông.